cái màu hồng da này đã. Đặc biệt cái viền hai má này thì làm cho đậm hơn, tại vì nó tối. Cho nên mình sẽ phải tô đậm hơn để tạo má hồng một cách tự nhiên. Gần hốc mũi này thì mình tô nhẹ thôi, cằm thì tô đậm. Xung quanh vùng miệng này tô nhạt, giữa trán này cũng tô nhạt, hai bên thái dương này thì tô đậm. Cái sống mũi này thì gần như không tô, vớt rất là phớt thôi. Sống mũi và cái trán này là sáng nhất, bắt sáng. Tô mạnh tay hơn ở cái phần viền má này, nó sẽ tạo cái phần hồng ửng ửng ở má ấy. Đó, do cái cách mình cầm bút nó đậm nhạt như thế nào đó. Tiếp theo lại dùng cái màu da này tô các bước y hệt như trên. Hai màu này nó quyện với nhau thì nó thành cái màu da hồng hào của ngài, rất là đẹp. Xung quanh miệng thì tô nhạt, hai bên thái dương tô đậm. Đến cái phần trán này thì hết sức là phớt, đặc biệt là phần mũi cực kỳ phớt. Rồi, đó, bây giờ thì nó đã thành khối rồi đúng không ạ? Còn mắt, cái bầu mắt thì lại dùng hai cái màu da này. Bầu mắt nhé. Đây, từ đuôi mắt. Tô tỏa ra. Đến dưới phần giữa bầu mắt này thì là dừng lại. Vì cái chỗ đây nó rất là sáng, thì không tô. Đó. Bên này cũng thế, y như là kỹ thuật make up luôn. Cái đuôi mắt này tô đến đây nhạt dần và đây không tô nữa. Lại tô đè cái màu này lên ạ. Wow, rồi. Đó thì chị thấy là cái mắt này nó như là thật, nó sống động. Tại vì nó có đậm, có nhạt, có sáng, có tối thì nó sẽ giống như thật thôi. Đó. Đem ra sáng để cho đại tỷ xem. Là tối quá. Đấy, đó chị nhìn thấy là hai cái đuôi mắt. Có sáng, có tối, có đậm, có nhạt. Như thế ạ. Ha ha ha,